Mến chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Đây là cái phần mỡ trong bụng gà các bạn. Đây là con gà mái đẻ nha các bạn nha. Sau khi mình làm thịt mình đã lọc nó ra các bạn. Gà mái đẻ này hôm nay mình sẽ nấu một món lẩu gà quả mốc mật cùng với măng chua các bạn. Trước tiên là mình sẽ thái cái phần mỡ gà lên, mình sẽ thắng lên các bạn. Thắng là lấy mỡ của nó, sau đó mình sẽ chặt gà và xào cái phần gà này lên, sau đó mình sẽ nấu lẩu các bạn. Gà mái đẻ này rất là mập các bạn nha, lớp mỡ rất là dày. Đây là cái phần trứng các bạn nha, trứng non vẫn còn trong cái bụng gà các bạn. Trước tiên mình phải sơ chế chặt gà ra các bạn. Sau khi gà đã chặt xong thì mình sẽ tiến hành, trước tiên là mình thắng cái mỡ gà lên các bạn. Thắng cái mỡ gà lên. Mình lấy cái phần mỡ nó, mình sẽ tao cái thịt gà lên các bạn nha. Trong video của mình hoàn toàn không có hướng dẫn cách nấu ăn các bạn nha. Đây là chia sẻ của mình cho bạn cùng xem cho vui. Mình sử dụng một nhánh xả các bạn, đập dập và xào lên các bạn, tao lên cho nó thơm. Đây là hành tím các bạn nha. Trong cái phần gà mình làm không sử dụng tỏi các bạn, chỉ có gừng và hành tím, và tiếp đó là cái cây xả thôi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình đảo gà các bạn. Món này thì cũng rất đơn giản, không gì cầu kỳ các bạn nha. Đây là mình nấu theo cách của gia đình mình các bạn. Sau khi đảo cho nó săn thịt gà thì chúng ta sẽ bỏ các chuẩn bị cần thiết vào các bạn nha. Đây là nước mắm ớt các bạn. Đây các bạn nha. Và đường cát một con. Đây là cái nước dừa các bạn, mình sử dụng nước dừa nấu cái món này các bạn nha. Và đây là cái nước dùng nước lẩu các bạn, mà gia đình đã hầm sẵn bỏ trong bịch và để trong tủ đông các bạn nha. Mình hầm từ cái xương đầu gà các bạn, để sử dụng cho cái nước lẩu rất là ngon các bạn nha. Món này thì ăn kèm với rau diếp. Đây là măng chua, nấm, rồi hành lá, hành tím và quả mốc mật các bạn. Sau khi nấu xong mình sẽ thả nó các thứ này vào các bạn. Đây món ăn kèm thêm cái trứng gà ta các bạn nha. Đây cái nồi lẩu mình đã hoàn thiện các bạn. Rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ. Đây video của mình chỉ có chia sẻ các bạn xem chứ không có hướng dẫn các bạn nha.
nhìn rất là ngon các bạn. Ăn cùng với lại bún hoặc là cơm cũng rất là ngon các bạn. Video của mình tới đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.